Xin chào quý thính giả. Trong buổi thu âm hôm nay, chiến hữu sẽ cùng quý vị tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử của Việt Nam, đó là thời bao cấp. Thời bao cấp là giai đoạn từ năm 1957 đến năm 1989, khi Việt Nam áp dụng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Trong thời kỳ này, hầu hết mọi giao dịch từ nhu yếu phẩm, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, vân vân, đều thực hiện theo chế độ tem phiếu. Thời bao cấp là một giai đoạn đầy khó khăn và gian khổ của người dân Việt Nam. Hậu quả của chiến tranh, thiên tai và sự quản lý kém hiệu quả của nền kinh tế kế hoạch hóa đã dẫn đến tình trạng thiếu thốn, khan hiếm hàng hóa. Người dân phải xếp hàng dài để mua những thứ nhu yếu phẩm cần thiết và thường phải trả giá cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên, thời bao cấp cũng là một giai đoạn đáng nhớ của nhiều người Việt Nam. Đây là thời kỳ mà tinh thần đoàn kết, từng thần từng ái của dân tộc được phát huy cao độ người dân đã cùng nhau vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới trong bài viết này chiến hữu sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những nét đặc trưng của thời bao cấp ở việt nam mà trọng tâm nói về cái đói thời này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những khó khăn gian khổ mà người dân đã phải trải qua và cả những giá trị tốt đẹp mà thời bao cấp để lại chắc chắn đây sẽ là một chuyến du hành thời gian thú vị và đáng nhớ bài đọc được chiến hữu sưu tầm tổng hợp từ các báo tuổi trẻ vn express và trang mạng của chùa bửu châu xin chúc quý vị nghe bản thu âm với một tinh thần lạc quan và tin tưởng vào tương lai phía trước cái đói thời bao cấp Ở thời này ăn mặc sành điệu Ăn uống sành điệu Chọn nhà hàng nào, thời trang nào Là thứ mà mọi người phải đau đầu suy nghĩ Người đơn giản hơn một chút Thì phải là ăn ngon mặc đẹp nhưng vào những năm 70-80 của thế kỷ 20, các thế hệ người Việt chỉ ước ao đủ ăn đủ mặc. Cái đói trường kỳ gặp nhấm tâm can và dạ dày, khiến mọi suy nghĩ của một ngày chỉ xoay quanh vấn đề miếng ăn Thế nào là thời bao cấp? Thời bao cấp Với cách gọi nôm na trong người dân Là thời đặt cạch xếp hàng Diễn ra từ năm 1957 Tại miền Bắc Tới sau tháng 4 năm 1975 Khi triển khai trên toàn quốc Mãi tới tháng 4 năm 1989 Mới thực sự kết thúc Giai đoạn này Nằm trong ký ức không thể quên Của thế hệ 6X, 7X Và đầu 8X đây là một giai đoạn mà hầu hết hoạt động kinh tế diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa do nhà nước kiểm soát một đặc điểm của nền kinh tế theo chủ nghĩa cộng sản không chấp nhận kinh doanh tự do câu thơ lãnh kiều thời đó là một mô tả sinh động về thời bao cấp bắt ở trần phải ở trần cho may ô mới được phần may ô đối với các bạn trẻ hiện nay làm sao có thể tưởng tượng được áo may ô một loại áo lót dùng cho nam giới cũng thuộc loại hàng hóa cung cấp cho nhân dân, vì thế mới gọi là bao cấp. Từ điển tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê giải thích về định nghĩa bao cấp. Bao cấp là cấp phát phân phối, trả công bằng hiện vật và tiền mà không tính toán hoặc không đòi hỏi hiệu quả kinh tế tương ứng. Đối với người dân, định nghĩa này đơn giản là Bao cấp là tất cả đều do nhà nước đứng ra bao hết, từ cây kim sợi chỉ, que diêm, cho đến lương thực hàng ngày, lương hàng tháng của công chức nhà nước chỉ nhận được một phần tiền rất nhỏ, còn lại quy vào hiện vật, thông qua chế độ cấp phát tem phiếu và sổ gạo. Tất cả mọi hình thức kinh doanh đều được quản lý theo mô hình xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn do nhà nước nắm giữ. Nhà nước phân phối và chục mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống như gạo, thực phẩm, chất đốt, vải vóc, pin, cho đến các tiêu chuẩn phân phối được mua bổ sung như xà phòng giặt, giấy dầu, xi măng, khung, xăm lốp xe đạp cái đói đến mở mắt thời bao cấp vì sao được nhà nước lo cho toàn bộ mà lạnh đói toàn bộ nguồn cung cấp lương thực thực phẩm và nhu thiết yếu cuộc sống là thông qua chế độ tiêu chuẩn tem phiếu có định mức cho từng đối tượng điểm đặc biệt là định mức này chỉ đáp ứng một phần cực nhỏ nhu cầu sinh tồn của một con người cho nên mới tạo thành cái đói dai dẳng và trường kỳ tháng này qua năm khác điển hình là một người dân tự do được tiêu chuẩn 1,5 lạng thịt trên tháng, tức là 150 gram, tương đương với mức tiêu thụ thịt trung bình trong một ngày hiện nay của người trưởng thành. Các cấp cán bộ nhà nước được tiêu chuẩn cao hơn, từ 3 đến 5 lạng trên tháng tùy cấp bậc. Thông thường nếu chọn thịt thì thôi mỡ, vì chỉ được chọn một trong hai. Thời đó không có dầu ăn, phải dùng mỡ để xào nấu nên mỡ rất quý. Các gia đình vì vậy thường hay chọn mỡ thay vì thịt như vậy sẽ có tích cóp được một hú mỡ dùng để chiên xào nấu trong một thời gian dài hơn là ba lạng thịt tiêu chuẩn trong tháng. Tuy nhiên, cán bộ cao cấp lại có tiêu chuẩn gấp 40 lần nhân dân, 6 kg thịt trên tháng. Nhiều người cũng thắc mắc vì sự chênh lệch quá lớn này. Rau có tiêu chuẩn 3 đến 5 kg trên người trên tháng, trong khi nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể cần từ 300 đến 500 g trên ngày em bé dưới một tuổi cũng đói vì tiêu chuẩn của em tất cả là bốn lon sữa đặc có đường ông thọ trong một tháng nên mới có cảnh các em bú nước đường một điều mà thời nay dường như không thể tin nổi nếu mẹ của các em có giấy tờ chứng minh mất sữa hoàn toàn thì em bé có khả năng sẽ nhận được tám lon thậm chí có tiền vẫn phải chịu đói vì không ai dám bán để mà mua hàng hóa thời đó không được mua bán tự do trên thị trường như bây giờ không được phép vận chuyển tự do hàng hóa từ địa phương này sang địa phương khác trao đổi bằng tiền mặt bị hạn chế nên có người thậm chí có tiền vẫn đói vì không ai được phép kinh doanh không có những cái tên mỹ miều như bây giờ là doanh nhân hộ kinh doanh mà chỉ là phe phẩy hay tư thương chợ đen những từ mang hàng nghĩa rất tiêu cực và khinh miệt nếu bị phát hiện sẽ bị công an bắt và tịch thu toàn bộ hàng hóa. Siêu thị hay chợ là những khái niệm gần như không tồn tại. Câu nói có tiền mua tiền cũng được, ít nhất cũng không thể đúng ở thời bao cấp. Thời này sổ gạo mới là thứ quan trọng nhất. Từ sau 30 tháng 4 năm 1975, khi nền kinh tế đặc thù này áp dụng trên toàn quốc, những ai sống ở khu vực phía Nam vốn quen với nền kinh tế tự do, chưa quen với cái đói trường kỳ của nền kinh tế bao cấp như ngoài Bắc, bỗng đột ngột chịu đói đến hoảng hốt. Sự thiếu thốn đi kèm chất lượng thế thảm Sự thiếu thốn cũng đi kèm chất lượng thế thảm. Gạo mốc xanh đen, gạo hầm bột mì mốc, rau vàng héo, thịt bèo nhèo. Phần thịt ngon đã được chia chác cho mậu dịch viên và những mối quan hệ quen thân của mậu dịch viên. Gạo thiếu, gạo mốc đen, nên cơm thường xuyên là những bữa cơm độn mì sợi mốc, bột mì tồn kho, được viện trợ từ Liên Xô. Sắn khô sắt lát, ngô, bo bo hay gạo vỡ tức là gạo tấm. Thịt quá ít có cũng như không nên thường đổi thành mỡ để có cái xào nấu rau ăn dần. Thời đó không có dầu ăn như bây giờ, thi thoảng cũng chỉ có chút dầu lạc hôi khét. Những câu về thời đó nói lên giá trị của những mặt hàng trong thời bao cấp. Nhất gạo nhì rau, tam dầu tứ muối, thịt thì đuôi đuối, cá biển mất mùa, đậu phụ chua chua nước chấm nhảm thích mì chính có đét vài sợi chưa về xăm lốp thiếu ghê cái gì cũng thiếu thảm họa mất sổ gạo tuy phản nàn thiếu thốn như vậy nhưng thời đó nếu để mất tem phiếu sẽ là thảm họa so thảm họa này với cảnh thiếu thốn thường nhật thì thiếu thốn vẫn còn là thiên đường các thế hệ thời đó sẽ đứng trước nguy cơ nhịn đói cả tháng đi xin đi vay mượn lương thực hoặc mua chui lại quả phe tem phiếu, tức là người tích chữ đầu cơ trái phép tem phiếu. Vì vậy thành ngữ, mặt như mất sổ gạo trở nên vô cùng nổi tiếng thời bấy giờ, dùng để mô tả một khuôn mặt ủ ê não nẻ, không thể đau khổ hơn. Bởi vì thời đó, mất sổ gạo là cầm chắc nhịn đói. Nhịn đói không phải là một ngày hay một tháng, mà có khi đến vài ba tháng. Bởi hành trình thủ tục xin cấp lại cuốn bảo bối quý giá này khổ sở vô cùng, Suốt những ngày còn lại sẽ chạy vậy vay mượn khắp nơi để sống sót qua ngày đoạn tháng. Nạn ăn cắp diễn ra phổ biến và rất tinh vi, cũng khiến việc mất tem phiếu, mất sổ gạo diễn ra lại càng thường xuyên hơn. Cảnh xếp hàng như chơi trò rồng rắn lên mây. Muốn mua được lương thực thực phẩm, các thế hệ thời đó cần đi xếp hàng 3-4 giờ sáng để giữ chỗ. Phòng khi cửa hàng bán nửa chừng hết lương thực thực phẩm, người ta dùng những cục gạch chiếc dép mảnh gỗ để xí chỗ khi cửa hàng chưa mở cửa và người thật sẽ đứng vào hàng khi mở cửa. Thậm chí nếu xếp hàng đầu nhưng cũng không bảo đảm là sẽ được mua trước bởi vì nếu có những sổ thuộc hàng ưu tiên hoặc chen ngang do có móc ngoặc với nhân viên thương nghiệp hoặc đơn giản là xếp hàng tới nơi mới biết đã bị ăn cắp tem phiếu hay sổ rồi. Rất nhiều khi mỏi mệt dã rời vì xếp hàng cả đêm nhưng tới gần lượt thì cánh cửa hàng mậu dịch sẽ sọc xuống phú phàng trước mặt cùng với câu nói lạnh băng của cô mậu dịch viên hết hàng vậy là lê bước về nhà để hôm sau đi xếp hàng tiếp bụng đói cật rét không những đói mà còn rét bụng càng đói thì lại càng rét không những đói các thế hệ thời đó còn chịu rét vì một năm tiêu chuẩn của một người được 5 đến 7 mét vải để may quần áo tương đương với định mức 2 đến 3 bộ quần áo trên năm nên cảnh mặc quần áo vá chẳng vá đục là điều hết sức thông thường. Đây được coi như một giai đoạn thất bại, yếu kém và tù động nhất của nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ 20. Cái nghèo sinh ra cái hèn, cái đói gặp nhấm mất lương chi và những điểm sáng sót lại của tình người thời nghèo đói. Thế hệ trẻ thời nay sẽ không thể tưởng tượng nổi cảnh thìa nhôm ở cửa hàng mậu dịch ngày xưa của ông cha mình phải bị đục lỗ và đĩa nhôm ở cửa hàng cũng phải bắt vít chết xuống bàn chứ không thể để tự do vì sao vậy ở thời đó người ta đã phải chấp nhận một nghịch cảnh của xã hội là cái đói dai dẳng thật tàn nhẫn đã gặm nhấm mất lương chi của nhiều người nạn ăn cắp vật trở nên phổ biến toàn dân nên các cửa hàng mậu dịch chỉ còn cách đó để bị tránh mất mát đồ đạc ăn cắp cái thời đó đã trở nên rất tinh vi tới nỗi hình thành nên một khái niệm là nghệ thuật móc túi siêu đẳng rất nhiều kẻ cắp lão luyện thường xuyên trà trộn vào các dãy xếp hàng rồng rắn lên mây và như xô đẩy người khác hay bị xô đẩy để rồi lợi dụng lúc xô đẩy đó mà áp sát đối tượng để móc túi một cách nghệ thuật có quá nhiều người thời đó xếp hàng mặc dù rất cẩn thận giữ chặt phiếu rồi mà tới khi đến lượt mua hàng thì phiếu đã không cánh mà bay khuôn mặt đầy nước mắt của họ vào thời khắc đó khốn khổ đáng thương hơn bất cứ điều gì nhịp đói rồi Căn bệnh ganh tị và kèn cửa cũng trở nên trầm kha hơn ở các cơ quan đoàn thể vì sống theo chế độ tập thể khiến ai cũng coi sự công bằng tuyệt đối là một chân lý. Họ bị méo mó tính cách vì tin vào điều đó. Nhưng một điểm sáng của thời đó so với thời nay mà người ta vẫn nhận thấy đó là tình người. Tuy có ganh tị và kèn cựa nhau vì miếng cơm manh áo, nhưng người với người cũng vẫn thường hay đối xử tốt bụng, nâng đỡ nhau, sẵn lòng giúp đỡ nhau và coi việc của bạn như việc của mình nhờ giữ chỗ xếp hàng nhờ đặt gạch nhờ bơm vá xe đạp nhờ trông hộ nhà nhờ trông con nhỏ vân vân nhiều cái nhờ và thời bao cấp mà không còn tồn tại ở thời nay trong cuộc sống hiện đại mà ai cũng quay cuồng với các vấn đề riêng của cá nhân những câu chuyện không thể tin nhưng có thật thời bao cấp về cái đói xin lỗi lợn các câu chuyện bi hài có thật một trăm phần trăm về cái đói thải bao cấp do bác Trần Thị Thúy Nga ở Hà Nội kể lại. Ở một đơn vị quân đội, giống như mọi đơn vị khác, có tình trạng nuôi lợn để tăng ra thời bao cấp. Thời đó chưa có cám công nghiệp, toàn bộ thức ăn cho lợn phải dựa vào nguồn cơm thừa canh cặn của bếp ăn tập thể. Thông lệ là phần cơm cháy ở đáy nồi cơm của bếp ăn tập thể là để dành cho lợn. Thời đó không có nồi cơm điện chống xính nên nồi cơm luôn có cháy, nhiều lần nhà bếp bỗng thấy cháy nổi cơm cứ bị biến mất Nên đã quyết định điều tra Dình để bắt kẻ tội phạm Cuối cùng kẻ tội phạm là một anh lính trẻ đã bị bắt Vì quá đói trường kỳ Nên anh đã làm liều Đi ăn vụng cháy dành cho lợn Hết lần này đến lần khác Hình thức kỷ luật áp dụng cho anh là Tới chuồng lợn Và xin lỗi lợn nhiều lần Một con vịt cỏ bảy lạng Cho 200 người ăn và phương châm sống cùng sống chết cùng chết thời bao cấp đó là câu chuyện thời sinh viên của bác nga bếp ăn tập thể sinh viên thời đó lâu lâu có bữa gọi là cải thiện tức là có thịt chứ không chỉ rau và muối như thường lệ các sinh viên năng động phải tham gia vào công tác hậu trường nhà bếp lần ấy bài toán nhà trường đưa ra quá khó khăn cho bác món cải thiện cho bếp ăn của trường là một chú vịt cỏ bảy lạ gồm cả xương sau khi bỏ lông Bài toán là số thịt này nhất định phải được chia đều cho các suất ăn của 200 sinh viên. Làm thế nào đây để đạt được sự công bằng? Các phương án luộc, xào, nấu đều không thể khả thi. Vắt óc mãi không thể tìm ra phương án phân chia công bằng. Cuối cùng một tia sáng cũng phải lóe lên. Băm toàn bộ con vịt cỏ nhỏ bé đó, băm cả xương tới mức li ti như vụn bột, sau đó cho vào nấu canh toàn bộ. Cuối cùng các sinh viên không thể nào nhận ra một dấu tích gì của món thịt vịt cải thiện của nhà trường trong suốt ăn tập thể vì đã bị băm quá li ti và tan biến mất trong một nồi canh quá lớn cho 200 người ăn. Các sinh viên không phải tranh giành hay kèn cửa kiện cáo nhau nữa. Những đêm dài thiêu đó trước đổi mới Trong ký ức dân làng láng Thanh Hóa năm 1984 là cao điểm đói Đề sông cầu chảy vỡ cả xã chìm trong lũ mùa màng mất trắng dân làng phải hái rau má mót sắn ăn qua bữa nông thôn miền bắc những năm 80 thế kỷ trước như một bức tranh ít gam sáng đại bộ phận gia đình từ nông dân đến cán bộ rơi vào cảnh khó khăn quanh năm thiếu đói nguyên nhân một phần sản xuất nhỏ lẻ manh muốn cộng thêm cơ chế quản lý theo mô hình hợp tác xã được đánh giá là kéo lùi sự phát triển xã hội là ngôi làng cổ thuần nông nằm ven bờ sông Chu, xã Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Làng láng từng được nhiều người biết đến qua bút ký nổi tiếng Cái đêm hôm ấy đêm gì của cố nhà văn nhà báo Phùng Gia Lộc Lấy bối cảnh chỉ là một đêm thu thuế ở làng Nhưng Phùng Gia Lộc đã khắc họa sâu sắc đời sống cùng cực Ở vùng thôn quê thời bấy giờ Nhắc lại những năm trước đổi mới Cụ ông Phùng Gia Miện, 76 tuổi, xã Phú Yên Bảo vẫn hẳn nguyên trong ký ức Mỗi lần hồi tưởng lại thấy cay khóe mắt Ngày ấy đói lắm Đói đến xanh sao vàng vọt Ông miệng kể Từng 13 năm làm cán bộ Vừa bí thư vừa chủ tịch xã Nên ông miệng nhớ rõ số nhân khẩu nóc nhà Hay diện tích đất xã Phú Yên Ngày ấy xã có khoảng 5.000 nhân khẩu 1.000 hộ Kinh tế phụ thuộc sản xuất nông nghiệp Hợp tác xã chi phối toàn bộ đời sống kinh tế xã hội Chính quyền dù có Nhưng không bằng ông hợp tác Chủ nhiệm hợp tác xã luôn có vai vế trong làng bởi quản lý toàn bộ đội sản xuất, tư liệu sản xuất và thành quả lao động. Ruộng đất châu bò đến cái cày cái cuốc đều của hợp tác xã. Ai đi cày, ai chăn nuôi, ai đắp bờ nhổ mạ đều do hợp tác xã phân công. Mỗi sáng khi tiếng cảnh vang lên, bà con đủng đỉnh ra đồng làm việc. Chưa hết giờ làm lại ngóng cảnh ra vẻ. Người nông dân không quan tâm đến chất lượng công việc, lúa tốt xấu cũng mặc kệ, họ chỉ lo đẩy công, ông miệng kể. Sau mỗi buổi làm việc, xã viên quay về hợp tác lấy phiếu chấm công, cứ 10 điểm tương đương một công. Ví dụ cày một xào ruộng được tính 10 điểm, kể cả đắp bà nhổ mạ cũng quy ra điểm. Vì tính công theo kiểu cào bằng, nên người dân có tâm lý lười nhát, làm chiếu lệ. Có anh cày một đường bỏ một đường, đắp bờ có khi chỉ be bốn góc, rồi về báo cáo lấy điểm. Ông miệng nhớ lại. Mỗi ngày công khi ấy tương đương răm lẳng thóc Hầu như không có vụ nào được nổi 1 kg. Người dân không có động lực sản xuất nên năng suất lao động rất thấp. Xã Phú Yên cùng với Thọ Hải Xuân Thành, những năm 80 dù là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp quốc gia nhưng thiếu ăn thường xuyên. Bữa ăn trong các gia đình không mấy khi có bát cơm trắng, chỉ toàn sắn và ngô đồn. Gia đình ông Miện có lúc có bảy khẩu, riêng ông được nhà nước cấp 21 kg gạo mỗi tháng theo chế độ bệnh binh còn lại 6 nhân khẩu ăn theo chế độ nông nghiệp. Mỗi tháng vợ con ông chỉ được chia 6 đến 7 kg lúa trên khẩu, vụ nào được mùa thì tăng lên khoảng 10 kg. Trong ký ức của dân làng Láng, năm 1984 là cao điểm đói kém. Mùa mưa năm ấy, đê sông cầu chảy bị vỡ, cả xã chìm trong nước lũ, mùa màng mất trắng. Ông Miện bảo, dù không có người chết vì đói là, nhưng đời sống cơ cực khiến dân làng phải đi tứ tán tìm hái rau má mót sắn ăn qua bữa không chỉ đói ăn người dân còn thiếu cái mặc mỗi năm mỗi người được phân phối một bộ quần áo bằng vải chéo xanh vải xô hay vải phíp loại vải nga dùng làm bì đựng phân được tận dụng may quần áo vải xấu xong cũng không đủ phân phối có gia đình ông bà già bốc thăm phải hai bộ quần áo trẻ con đành ngậm ngồi lấy về đem đổ cho người khác hoặc cho con cháu mặc còn họ vận bộ quần áo vá chẳng vá đồ cụ miệng kể tiếp thái bình là vựa lúa của miền bắc nhưng trước năm 1986 người dân cũng đói dài bởi kiểu làm ăn bao cấp bà nguyễn thị thúy 59 tuổi nhớ như in những ngày đi cây lúa tập thể một mẫu ruộng 10 xào mà 10 người làm mấy ngày mới xong trong khi bây giờ một người một ngày có thể cấy xong cả xào ruộng. vào hợp tác xã, hộ nông dân phải đóng tất cả tư liệu sản xuất mà mình có, từ ruộng đất, châu bò, cải quốc, để ban chủ nhiệm hợp tác xã quản lý. khoán việc không quy trách nhiệm cho ai, xã viên không thấy được quyền lợi của mình nên làm kiểu cầm chừng. bà giải thích. cựu dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống mỹ bảo, từ nơi vào sinh ra tử trở về quê hương, thấy nạn đói vẫn hoành hành mà đau đớn. Mỗi ngày đi làm công cho hợp tác xã, bà Thúy được tính 10 điểm. Một vụ lúa nhận về một tạ thóc. Gia đình bà Thúy mỗi ngày chỉ có hai bữa, mà nồi cơm bao giờ cũng một hạt gạo, cõng mấy củ khoai. Nồi còn hơi mà cơm đã hết. Thi thoảng bà nhận được cứu trợ là mì hạt, ngô răng ngựa, hạt bo bo để độn vào cơm. Có lúc thổi lên vẫn rắn như đá. Từ năm 1981, mô hình hợp tác xã được chuyển thành khoán sản phẩm theo nhóm 15 đến 20 hộ gia đình phụ trách khoảng 20 mẫu ruộng. Tuy vậy, cơ chế tập trung quan liêu vẫn tồn tại trong hợp tác xã. Mức quán cao, 80% sản phẩm làm ra, chúng tôi phải nộp cho hợp tác xã. Chỗ còn lại dùng để đóng đủ loại thuế, nên cuối cùng xã viên được hưởng chẳng là bao. Động lực lao động dần bị triệt tiêu. Ông Đinh Bá Thành, 66 tuổi, ở Thái Bình cả. Người đàn ông tóc bạc trắng gần hết, nhớ lại chuyện xã bắt dân nuôi lợn nghĩa vụ, lợn giống xã viên phải tự mua tự nuôi nhưng khi bán thì không được mang ra chợ mà phải bán cho cửa hàng thực phẩm của xã vui giá bán như cho nuôi như cúng lợn ốm xã viên muốn giết mổ phải được đội quản lý cho phép Thấy bình ngày ấy rất nhiều ao nhưng là của tập thể những ao bỏ không xã cũng không cho cá nhân nuôi cá tôm cua cá ở ngoài ruộng cũng là của hợp tác xã xã viên nào tự ý bắt là bị gom lên xã liền ông thành nhớ lại Gia đình bạch khẩu nhà ông Thành trông chờ vào 10 thước đất 5%, tức là đất riêng mỗi cá nhân, chia theo khẩu năm 1960, mỗi khẩu được 36 mét vuông. Để một năm cấy hai vụ lúa, trồng rau màu ngô khoai. Thóc gạo không đủ cho người ăn, nên đàn gà nuôi cả năm mới lên được một ký, da bọc xương. Năm 1981, vợ chồng tôi đẻ đứa thứ tư. Bà xã khi ấy chỉ được ăn ngày hai bữa cơm đột khoai lang gạo còn lại để dành cho ba đứa nhỏ tuổi ăn ông thành kể cái được duy nhất của những năm bao cấp theo ông thành là đi viện đi học không mất tiền nỗi ám ảnh bo bo trong đêm dài đói kém là nước xuất khẩu gạo số hai thế giới việt nam lập nên kỳ tích từ những bữa ăn độn rau khoai kể cả loại bo bo xa lạ hậu quả chiến tranh thiên tai các chính sách không phù hợp như ngăn sông cấm chợ mà đặc biệt chính sách hợp tác hóa nông nghiệp làm triệt tiêu động lực sản xuất của nông dân. Nhắc nhở quá khứ để trân trọng Việt Nam đã vượt qua đêm dài đói kém thế nào sau ngày thống nhất hòa bình. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị lớn nhất đất phương Nam, chưa bao giờ biết thiếu gạo nhưng người dân đã phải làm quen với khoai mì và hạt bo bo khô cứng những năm cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980. Là cán bộ ngân hàng, Ông Lữ Minh Châu vẫn không quên những nồi bo bo và nấu Đợi chồng mỗi buổi chiều về Bữa cơm của giám đốc ngân hàng Bà Trần Ngọc Điệp và ông Tâm sự chồng mình làm giám đốc ngân hàng nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh Rồi tổng giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Tương đương chức vụ thống đốc hiện nay Mà về nhà vẫn ăn bo bo Ông Châu vẫn ăn ngon lành Chỉ có gương mặt rất chẳng ngâm Mãi về sau mọi người mới biết đây là thời điểm ông Châu đang được bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt giao nhiệm vụ phối hợp cùng bà Ba Thi chạy gạo cho thành phố. Ông về nhà, nhai hạt bo bo càng thấm thiếu nỗi khổ của dân. Thời khăn hiếm miếng ăn, người ta hay nghĩ ai có chân trong công ty lương thực là mèo sa hũ mỡ. Nhưng thực tế không hẳn ai cũng vậy. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ văn phòng công ty lương thực thành phố Hồ Chí Minh, từ thời còn là tổ thu mua, vẫn nhớ chế độ được mua gạo của mình cũng thiếu hụt như mọi người. Mãi khi gạo miền Tây về thành phố nhiều hơn, bà mới được nâng suất lên 25 kg gạo mỗi tháng. Tuy nhiên bọc gạo ấy chẳng thấm vào đâu, với 6 miệng ăn trong nhà, bữa cơm cũng lẫn lộn hạt bo bo. Bà má tôi hỏi ấy lớn tuổi rồi, không nhai bo bo được, mà có cố nuốt chừng vào cũng không tiêu nổi. Chị em tôi phải nhường cơm cho ba má, lo 6 cái bao tử trong nhà đã vã mồ hôi Tụi tôi còn phải chia sẻ thêm cho dòng họ lúc ấy Còn đói hơn mình Bà Kim Anh nhớ những ngày ghé thăm nhà người chú Đang nuôi bốn con ăn học ở Thanh Đa Trước năm 1975 Người chú này bán phụ tổng xe máy Sau giải phóng tình hình kinh doanh bết bát Phải về bình cuối làm vườn Nồi chỉ bo bo độn khoai mì Mà cũng thường ngột miệng ăn Chị chia phần gạo ít ỏi qua nhà mình Qua cho nhà chú Vẫn không đủ Phải xẻ thêm cả bo bo Hũ gạo cán bộ nhà nước có chế độ hẳn hoi mà còn thiếu hụt. Tình hình ngoại dân rất căng thẳng. Ông Trần Văn Đức, dân kinh tế mới, chạy lên ở khu Mã Lạng, quận 1, đợt miền Tây Lột Nặng năm 1978. Nhiều đợt cả tháng liền vợ chồng ông Đức chỉ ăn bo bo để dành gạo nấu cơm cháo cho con. Có tối bà vợ loay hoay lo ba đứa nhỏ, quên ngâm bo bo để sáng kịp nấu sớm cho chồng đi đạp xích lô. Ông thức dậy đói quá, Đổ đại vốc bo bo khô vô nổi Nấu suốt gần 2 giờ Hạt bo bo chưa được ngâm vẫn cứng Nhài đâu có nổi Tôi phải cố nuốt trọng xuống bụng Bị nghẹn suýt tắc thở Tôi ngã lăn ra Bà vợ tưởng chồng bị tai biến Vừa khóc vừa la làng Hàng xóm chạy sang Thấy tôi ho ói được mớ bo bo nguyên hột ra ngoài Cái bao tử không thể nghiền được hạt bo bo Không chỉ dân kinh tế mới quá khó khăn nhiều người có nhà cửa sinh kế bình thường ở thành phố Hồ Chí Minh lúc ấy vẫn nhai đều khoai mì, khoai lang, bo bo độn cơm. Bà Trần Thanh Thủy ở đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình nhớ mãi. Con gái tôi lúc ấy vừa 7 tuổi mới thay răng. Một hôm cháu đang ăn tự nhiên máu chảy đầy miệng. Tôi bắt cháu phun ra thì thấy trong mớ bo bo có cả cái răng non bị gãy. Hóa ra nhà hết vôi, tôi chỉ ngâm bo bo vài giờ trong nước nên nấu lẫn cơm, bo bo không mềm ra được nồi cơm của vợ bộ trưởng. Hồi tưởng năm tháng quay quát với miếng ăn, tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc bảo tàng dân tộc học Việt Nam tâm sự. Bố tôi là cựu bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên, anh em trong gia đình được nuôi ăn học làm giáo sư tiến sĩ, về nhà lại nâng chén cơm độn bo bo mẹ nấu. Nhắc lại những năm khó khăn cuối thập niên 1970 và thập niên 1980, ông Huy miên man kể chuyện mẹ mình Ngày ngày bà nấu nồi cơm cho cả mười người ăn Gạo vun vón giữa nồi Bò bò bọc ở bên ngoài Con cái trưởng thành nên vợ nên chồng Nhà càng đông đúc thêm miệng ăn Với lứa cháu nhỏ Bà phải khéo tay tính toán lắm Mới tạm đủ miếng ăn cho cả gia đình Nguyên cục phó cục cung cấp lương thực Bộ lương thực Bà Cao Thị Hảo Chính là nhân chứng thời cả nước phải chạy vậy từng hạt gạo Hạt bo bo khoai sắn Bà tâm sự nhiều đợt các kho lương thực Hà Nội cạn sạch, gạo cung cấp cho dân dù chỉ là chế độ tem phiếu 9kg, 13kg nhỏ giọt cũng không còn. Tin đồn hết gạo lan nhanh như đám cháy nhà. Dân đổ xô đi lùng sục, vét nhãn tất cả những gì còn lại. Gạo bán lén lút ngoài vỉa hè, theo tin đồn giá nhảy lên vụt vụt. Chính bà Hảo nhiều ngày ra cảng Hải Phòng chờ trực lương thực về. Tình hình căng đến mức, bà phải xin xoay trước cho Hà Nội 5 xe gạo nhỏ để chữa cháy tin đồn mặc dù thực chất nó chưa đủ cho một tổ dân phố ăn vài ngày. Năm xe mở bạt cứ chạy vòng phố xá Hà Nội để dân thấy đầy gạo mà yên tâm. Đến cửa hàng lương thực, tài xế còn vờ dừng lại, cố tình cho dân nhìn cảnh gạo về kho. Rồi xe lại qua cửa hàng khác, hình ảnh gạo về kho tiếp diễn. Nhà bà Hảo có năm miệng ăn, gồm hai vợ chồng. Nhà bà Hảo có năm miệng ăn, gồm hai vợ chồng, ba đứa con, với hai suất gạo 13 kg và 5 kg cho mỗi con tùy độ tuổi nguồn gạo tem phiếu thiếu hụt mỗi tháng thành nỗi ám ảnh còn thêm nỗi lo con cháu ở quê lên nương tựa ăn học bà nhớ mãi nhường bọn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn tôi không ăn sáng đạp xe đi làm nhiều hôm đạp từ bộ lương thực ở phố ngô quyền về đến ngã tư sở người cứ lạc đi khi mà nắp nồi thì lưng chén cơm nguội cũng không còn con cháu đang tuổi ăn kiềm chế không nổi làm ở bộ lương thực mà vẫn phải ăn cơm độn ê cả răng nhưng bà hảo thừa nhận dù sao mình vẫn đỡ có lần bà đi kiểm tra cửa hàng lương thực thấy thầy hiệu trưởng trường đại học ngoại thương một thời của mình đang long khom vác ba bo bo từ xe tải vào cửa hàng bà hảo thảng thốt ôi thầy ơi sao thầy vất vả thế này người thầy ngại nhìn học trò cũ mắt mà đục nhả hết nhãn cái ăn rồi con lại đang bệnh Cửa hàng trưởng nói ai chịu khó vác bo bo vào sẽ ưu tiên cho mua trước, mà xếp hàng muộn cũng chẳng còn để mua nữa. Ông Lữ Minh Châu nhớ, chính ông Võ Văn Kiệt có lần đã phải nói thẳng, lương thực thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn vài ngày tình hình báo động. Sau năm 1975, với tiêu chuẩn phân phối trung bình 9 kg gạo mỗi người, thì 4 triệu dân phải cần 530.000 tấn gạo. Nhưng số lượng này không được đảm bảo khi nhà nước chỉ có thể huy động nổi hơn một triệu tấn mỗi năm trên toàn quốc. Còn sản lượng của cả vựa lúa miền Nam từ mức 1,9 triệu tấn năm 1976 cứ tụt dần xuống còn 0,99 triệu tấn năm 1977 và 0,64 triệu tấn năm 1979. Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù rất cố gắng, nhưng những năm 1970-1980 chỉ phân phối được trung bình 6 kg gạo cho mỗi người dân. Theo nhà nghiên cứu Đặng Phong, Đô thị lớn nhất miền Nam từ thừa mứa gạo trong suốt 300 năm qua, lần đầu phải ăn độn khoai mì, khoai lang, kể cả bo bo, thứ hạt cứng ngắt mà Liên Xô viện trợ. Thiếu đói khắp nơi. Một hôm tôi xuống thăm người dân xã Hòa Nghĩa, huyện An Thụy Hải Phòng thì thấy nhà nào cũng đói. Có gia đình ba cháu đói là trên giường mà chẳng thấy người lớn. Tôi hỏi cha mẹ các cháu đâu, bọn trẻ trả lời bố mẹ cháu ra bãi biển mò tôm cá về bán đông gạo. Nhắc nhở những ngày khó khăn này, ông Đoàn Duy Thành, nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng vẫn ngậm ngùi suy tư. Ông tâm sự hồi đương chức chủ tịch rồi bí thư tỉnh ủy Hải Phòng phải chứng kiến nhiều cảnh như vậy. Người dân phải tìm mọi cách để xoay sở miếng ăn. Ám ảnh việc kiếm cái ăn. Không biết lúc nào cha mẹ các cháu mới về đến nhà mà có kiếm được gì để ăn không? Tôi bảo tài xế về gấp nhà tôi lấy gạo nấu ngay cho các cháu ăn lại sức. Vừa tâm sự, ông Đoàn Duy Thành vừa giả lại những tài liệu ố màu thời gian. Hồi còn kháng chiến, ông nghĩ dân mình chỉ cần có đất là không lo, thế mà hòa bình người dân có đất vẫn cứ đói triển biên. Ruộng quê ông xưa cày cấy bình thường cũng được 100 kg lúa mỗi xào đất, bây giờ cũng ruộng ấy chỉ được 40 kg lúa. Ở các thửa ruộng khác não lông chi điển cũng chẳng làm khá hơn cày cho mình thật sự mọi người hăng hái đổ mồ hôi, cày cho hợp tác xã cuối vụ tính điểm, còn không đủ thóc nuôi con, chẳng ai hăng hái nổi. Ông Thành đi tham quan các tỉnh lúa khác, tình hình cũng chẳng khá hơn. Nông dân vẫn phải ăn bo bo khoai đột, cháo nấu với thân chuối mỗi ngày. Ở hải phòng, ông Thành kể, kinh tế hợp tác xã chỉ đảm bảo được 20% cuộc sống xã viên, mọi người phải bổ ra ngoài kiếm sống. Ngay trên ruộng hợp tác xã rộng lớn, dân cũng chỉ làm qua loa cho xong để còn về làm ruộng 5% thuộc về mình. Quanh đi quẩn lại, mọi người triển biên ám ảnh việc kiếm ăn. Cũng như nhiều địa phương khác, chỉ qua 10 ngày đầu tháng, cửa hàng gạo Hải Phòng chẳng còn gì bán cho cán bộ công nhân viên, kể cả bo bo. Thành phần có lương có tem phiếu đã vất vả, người dân lao động càng khó sống hơn. Hồi tưởng năm tháng vật vã kiếm ăn hầu như ai cũng có kỷ niệm khó quên. Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, giám đốc bảo tàng dân tộc học, con trai cố bộ trưởng giáo dục Nguyễn Văn Huyên tâm sự. Hồi ấy đồng lương eo hẹp quá. Ở Hà Nội, cả nhà tôi, người là giáo sư viện phó, người là tiến sĩ này nọ, đều phải xoay sở kiếm thêm. Khoảnh sân nhà tôi trở thành vườn chuồng đúng nghĩa, chỉ còn thiếu mỗi ao, mà nếu có thể đào được thì chắc chúng tôi cũng đào rồi. Từ mẹ tôi vợ một bộ trưởng, đến con cái dâu rẻ, đều lan ra nuôi heo cà vịt, trồng nấm sắn dây. Tối tối mọi người còn cầm củi phân từng hạt đậu phộng bỏ vào bọc ni lông, đem bán kiếm thêm mấy hào. Tiến sĩ Huy bùi ngồi nhớ mẹ mình hồi ấy đã lớn tuổi, mà đêm đêm vẫn thức khuya nối len đàn mũ khăn quàng để vun vén thêm nổi cơm cho cả nhà ba thế hệ. Đến giờ tôi vẫn có thói quen ăn cơm nguội bữa sáng, mà hồi ấy có chén cơm là quý lắm. Chỉ mẹ già và con còn nhỏ mới được ưu tiên, chúng tôi vẫn phải ăn độn bo bo. Tiến sĩ Huy tâm sự mình vẫn nhớ hương phân gián trong chén bò bò. Cứu đói. Nhiều nơi ở miền Nam mấy trăm năm chưa từng có chuyện thiếu miếng ăn, thế mà người dân thời kỳ này cũng phải bươn chải xoay gạo từng bữa, cả xã hội vật vã kiếm ăn, cả sinh viên cũng không thể toàn tâm ngồi ghế giảng đường. Thầy giáo Nguyễn Xuân Thiệu trường tiểu học Nguyễn Văn Nguyên, huyện Đức Huệ, Long An, kể năm 1986 mình rời quê đi học sư phạm ở thị xã Tân An tiếng là ngành sư phạm được bao cấp hơn ngành khác nhưng suốt thời gian dài người thầy này chỉ ăn hai bữa mỗi ngày thậm chí một bữa lương sinh viên sư phạm 13 ký gạo sau được quy tiền cầm số tiền đó mà ra ngoài ăn rẻ rẻ nhất cũng chỉ 5 ngày đã thiếu nên 25 ngày còn lại là nổi cơm sinh viên tự nấu và độ đủ thứ từ bo bo đến bắp khoai mì tất cả trong vào gạo nhà quê tiếp tế nhiều đợt không có phải nấu cháo hút với muối ớt chứ không được nước mắm ớt. Hồi tưởng thời kỳ thiếu đói, ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, dây dứt kẻ. Có những cuộc họp chính phủ, quốc hội thật nặng nề chuyện miếng cơm người dân. Một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa họp quốc hội bị chất vấn. Tại sao tỉnh Lúa Bắc Trung Bộ lại để dân đói trầm trọng? Vị cán bộ này khóc dòng giữa quốc hội và thừa nhận địa phương bất lực. Ông Đoàn Duy Thành, nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng cũng có kỷ niệm ngậm ngùi Tết Nguyên đán năm 1988 với hơn 100 người chết đói ở Thanh Hóa vì tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát chung lại thêm mất mùa nặng ở địa phương. Tuy nhiên theo ông Thành con số này vẫn chưa đầy đủ vì nhiều nơi báo cáo thiếu. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng mới nhận chức định vào Nam ăn Tết, phải ở lại Hà Nội lo chuyện cứu đói. Hai ông gặp nhau ngày Tết mà nặng chịu nỗi lo. Là nhân chứng trong đoàn cán bộ cứu đói Thanh Hóa ông Nguyễn Thành Thư tức mời Thư nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kể vừa xuống ga xe lửa đã sốc với cảnh dân lén lút bán gạo với giá đắt gấp nhiều lần bình thường lúc đông gạo vài hạt bị vương vãi dân tranh nhau lượm ông mời Thư hỏi cán bộ tỉnh địa phương có gạo chữ không người này thở dài còn một ít dự trữ nhưng chỉ đủ cho cán bộ nhân viên ăn thôi đi vào vùng thiếu đói thanh hóa ông mời thơ tiếp tục sốc với những góc bếp không một hạt gạo nào, có nhà chỉ còn vài củ khoai mì bắp, thậm chí chỉ có những rổ lá cây dại mà dân vào rừng kháng chiến như ông cũng không biết có ăn được không. Bà Cao Thị Hảo, nguyên phó cục cung cấp lương thực Bộ lương thực đi kiểm tra tình hình phân phối lương thực ở Thanh Hóa ám ảnh mãi cảnh. Một bà cụ chống gậy từ trong nhà ra đón chúng tôi, bà đi được vài bước thì ngã quỵ xuống không đứng lên nổi. Tôi hỏi người con. Thì nghe câu trả lời nhiều ngày nhà không còn gì ăn Bà cụ lạ vì đói Bà Hào kể những thời điểm thiếu đói nghiêm trọng Đến mức xe chở gạo miền Nam ra Hà Nội Nhưng cứ phải đỗ dọc đường Vì không thể qua được các nơi thiếu đói gay gắt như Thanh Hóa, Nghệ An Chính bà Hào phải điện khẩn cấp về bộ lương thực Xin ứng ít gạo, bo bo Để tạm cứu đói cho dân Nền kinh tế tập thể nông dân chỉ tồn tại trên giấy và trên hình thức do cấp ủy địa phương sợ trung ương nên phải làm Nông dân lại sợ cấp ủy nên phải vào tập đoàn sản xuất hay hợp tác xã. Năm 1976, sản lượng lúa bình quân trên một người dân là 211 kg, thì đến năm 1980 chỉ còn 157 kg. Kế hoạch năm năm 1976-1980 nâng tổng sản lượng lúa lên gần gấp đôi và khoảng 21 triệu tấn. Nhưng đến năm 1980 chỉ đạt được khoảng một nửa chưa bằng mức 11,827 triệu tấn của năm 1976. Do không thu mua được lương thực, người dân các thành phố phải ăn đồn. Thủ đô Hà Nội khẩu phần định lượng được mua giá cung cấp 0,4 đồng trên kg, vốn đã ít ỏi, tức là 13 kg trên người trên tháng. Đến tháng 3 năm 1978, thực tế chỉ còn được 4 kg gạo, còn lại là khoai lang sắn khô. Chưa bao giờ tình trạng thiếu hụt lương thực lại trầm trọng như vậy, kể cả thời chiến. Thường trực Ban Bí thư Nguyễn Duy Trinh phải điện khẩn các tỉnh nông nghiệp Hải Hưng, Hà Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh bằng mọi cách làm nhiệm vụ chính trị, cung cấp gạo cho Hà Nội. Từ tháng 4 năm đó, số gạo đủ để bán cho mỗi nhân khẩu cũng chỉ bằng 40% tiêu chuẩn định lượng. Xé rào và chạy gạo trong đêm Bắt đầu sang năm 1977, trên giao vài thành phố lượng gạo không đủ phân phối theo tiêu chuẩn hàng tháng phải dùng hàng vạn tấn khoai lang khoai mì bo bo thay cho lượng gạo tiêu chuẩn những lúc tình hình lương thực căng thẳng quá thành ủy ủy ban họp ngày họp đêm để tìm cách giải quyết đồng chí võ văn kiệt bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh chỉ thị dứt khoát không để một người dân nào chết đói đó là một đoạn viết về tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng ở thành phố hồ chí minh trong cuốn sách chuyện kể về chị ba thi quyết định xé rào một hôm Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt, tức ông Sáu Dân, gọi điện mời vài người sang nhà ăn sáng để bàn chuyện gấp. Bữa ăn sáng vừa xong, ông Sáu Dân liền nói, mời mọi người tới đây là để bàn tính việc chạy gạo cho 4 triệu dân thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình căng thẳng lắm rồi, lượng gạo dự trữ chỉ còn đủ vài ngày, nguồn cung cấp của Bộ Lương thực hứa thì không chắc mà thực tế là luôn trễ và thiếu hụt rất lớn. 4 triệu dân thành phố chỉ không có gạo để ăn một ngày là thảm họa. Ông Sáu Dân nói tiếp Sở lương thực thì có đó Mà phải chịu ngồi chờ bộ Vì chỉ là cơ quan quản lý Không có cơ chế để kinh doanh Miền Tây có gạo nhưng lại không thể mua về Cho dân thành phố ăn được Và chính nông dân cũng không muốn bán theo nghĩa vụ cho nhà nước Vì bị thiệt thòi quá Cái thế kẹt thế bí là chỗ này Ông Sáu Dân yêu cầu mọi người góp ý tháo gỡ Làm sao để nhu cầu muốn mua của người thành phố Gặp được nhu cầu muôn bán của nông dân Theo giá thỏa thuận còn cuối cùng mức giá mua bán thế nào, thành ủy và ủy ban sẽ quyết định. Mọi người bàn tới bàn lui, thấy cô hướng đến vựa gạo rồi, nhưng lại vướng mắc nhiều rào cản. Ông Châu, ông Năm Ẩn đồng tình với ba thi, nhưng nói rõ chiếu theo quy định thì cái nào cũng sai. Muốn gỡ tình thế nổi cơm hết gạo, chỉ còn cách phải xé rào. Cuối cuộc họp bàn quan trọng này, mọi người hiểu rõ trách nhiệm rất nặng nề. Bà Ba Thi nói với bí thư sáu dân rằng với cách làm thông thoáng này sẽ thực hiện được, nhưng nếu Trung ương biết là đi tù. Ông sáu dân nửa thật nửa đùa mọi người vì chạy gạo cho dân ăn mà phải đi tù, ông sẽ mang cơm đi thăm nuôi. Và đúng như mong muốn của những người có mặt trong buổi họp, ông sáu dân khẳng định sẽ chịu trách nhiệm cao nhất về chủ trương vật rào này, kể cả những việc cụ thể như quyết định mức giá thỏa thuận với nông dân. Tổ thu mua lúa gạo, tiền thân của công ty lương thực thành phố Hồ Chí Minh ra đời từ đây. Vì thực tế nồi cơm độn bo bo, khoai mì thúc bách, nó phải xé rào các chính sách nhưng hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Chính Bí Thư Thành ủy Võ Văn Kiệt là người nảy ra ý tưởng ban đầu và nhận lãnh trách nhiệm cao nhất về chuyện xé rào chạy gạo cho dân ăn này. Ông Lữ Minh Châu tâm sự. Đưa gạo về thành phố Tuy nhiên, từ đề án trên bản họp đi đến hiện thực, tổ thu mua gạo đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh gặp không ít khó khăn Ông Châu nhớ ngay chuyện giao dịch bằng tiền mặt hay qua ngân hàng rất đơn giản ở thời điểm này, nhưng hồi đó cũng rất nan giải. Ban đầu cứ nghĩ có kế toán của sở tài chính và thủ quỹ ngân hàng đi theo kiểm soát việc chi tiền rất dễ dàng, mà thực tế lại quá rắc rối. Ngân hàng dưới các tỉnh miền Tây lúc nào cũng cạn kiệt tiền mặt. Phương thức ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục chuyển tiền nhanh cho ngân hàng địa phương để tổ thu mua của bà Ba Thi lấy tiền tại chỗ giao dịch bị phá sản ngay từ đầu. Chúng tôi buộc phải kè kè bao bố tiền từ thành phố Hồ Chí Minh xuống tận người dân miền Tây trong tình hình giao thông khó khăn, an ninh hết sức phức tạp. Sau cái khó của đồng tiền, tổ thu mua gạo lại gặp vướng ở khâu thủ tục vận chuyển gạo về thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đầu. Tình hình các chốt kiểm soát dày đặc có toàn quyền bắt bớ bất kỳ ai. Thời ngăn sông cấm chợ mà đưa được bao gạo sách tay chứ đừng nói xe tải gạo về được thành phố Hồ Chí Minh là cực kỳ khó. Đặc biệt tổ thu mua gạo lại càng không có danh nghĩa gì rõ ràng theo chủ trương của nhà nước. Một anh trưởng ấp hay du kích xã cũng có thể hạch sách cản trở, thậm chí kết tội họ là con buôn. Chính bà Trần Ngọc Điệp và ông Lữ Minh Châu quê Minh Hải có lần chỉ mang 10 ký gạo của con cháu làm ruộng tặng cũng bị bắt tại trạm kiểm soát Tân Hương Long An. Tuy nhiên trong cái khó cũng ló cái may. Bà Ba Thi quan hệ rất tốt với các địa phương nhiều lãnh đạo tỉnh từng là bạn kháng chiến của bà, nên dần cũng giải được bài toán trạm kiểm soát. Hơn nữa chúng tôi không ép dân mua gạo rẻ mạt theo giá nhà nước quy định, nên uy tín lan nhanh xuống các địa phương. Nông dân khoái bán cho mình, lãnh đạo địa phương cũng nhận thức rõ đôi bên cùng có lợi, nên tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi. Ông Châu vẫn chưa quên những ngày đầu mang tiền đi buôn lậu gạo. Tổ thu mua đang tình hình nhiều nồi cơm ở thành phố Hồ Chí Minh thiếu cái để nhóm lửa. Từng xe tải gạo ở miền Tây theo tổ thu mua của bà Ba Thi, tức là bà Nguyễn Thị Ráo, ồ ạt đổ về. Có lãnh đạo chưa tin, trực tiếp xuống kho vốc gạo xem tận mắt. Nhiều cựu chiến binh đang bức xúc con cháu bị thiếu ăn, gọi điện cho bà Ba Thi. Ba Thi, bà đi buôn lậu hả? Có chừng tù à em Nhưng làm gì cũng được, miễn sao cho dân no bụng là quý rồi lần lại những tấm ảnh đã ốm màu thời gian. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ thu mua lúa gạo từ thời kỳ đầu năm 1978, nhớ mình đang học trường Nguyễn Ái Quốc thì được gọi về chạy gạo với bà Ba Thi. Bà Kim Anh là dân kháng chiến trong bưng gia. Bà Ba Thi thích những người làm nhiều hơn là hô hào dũng tuếch. Nhìn nhóm người lôi thô lếch thích, quần sắn, ống thấp, ống cao quá đầu khối, khăn rằn non lá lùm xồm người ta tưởng là dân buôn lậu Hồi đầu tổ thu mua chỉ vòn vẹn có 8 người. Bà Ba Thi làm tổ trưởng, một tài xế, hai kế toán và thủ quỹ. Còn lại đều là nhân viên thu mua. Bà Kim Anh kể, tổ thu mua lúa gạo đi Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang. Chỉ khoảng 3 ngày sau là gạo về đến thành phố. Có đi nhiều nơi bà mới thấy quá nhiều cảnh bất cập tai hại do cơ chế ngăn sông cấm chợ và nhà nước tự định giá thu mua quá rẻ mạt, không tuân theo quy luật thị trường trong khi nhiều tỉnh thành rơi vào cảnh đói khát đến khoai mì đột bò bò cũng thiếu ăn thì nhiều nơi lại dư lúa gạo chỗ dư lúa thừa gạo lúa để ẩm mục làm phân gạo đem cho gà heo ăn không hết mà không cho nông dân đem lúa gạo dư thừa đó đến những nơi đang thiếu sau một thời gian đầu mua gạo từ nông dân bằng tiền mặt bà ba thi chuyển hướng sang hàng đổi hàng nguyên nhân chính bắt nguồn từ hoàn cảnh nông dân rất khăn hiếm hàng hóa thiết yếu nhiều khi cầm tiền trong tay họ cũng không thể tìm mua được những thứ hàng mình cần như xăng dầu hỏa vải vóc thuốc tây bột ngọt là một trong những thành viên của tổ thu mua lúa gạo thời kỳ đầu ông trần văn quang kể thật ra phương thức hàng đổi hàng cũng gặp khó hồi ấy với các mặt hàng thiết thực trong đời sống thì chỉ có nơi thiếu ít nơi hụt nhiều chứ chẳng có nơi nào dư giả bí thư thành ủy võ văn kiệt và những lãnh đạo thành phố phải họp hành ngày đêm với các đơn vị sản xuất tính toán cân đối trước sau thật kỹ, bà Ba Thi mới có thể đem được hàng hóa về nông thôn đổi gạo. Gạo vào bếp dân Ông Lữ Minh Chông nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước, người cùng bà Ba Thi lo chạy gạo cho thành phố Hồ Chí Minh, vẫn nhớ bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt rất chăn trở chuyện người dân bị đói. Khi gạo về rồi, ông lại lo phân phối thế nào cho đúng người cần cho công bằng. Nếu không cẩn thận hạt gạo đẫm mồ hôi từ nông dân miền tây khó nhọc lắm mới về được thành phố lại rơi vào tay đầu cơ kiếm lời gạo tổ xuống khu phố bà ba thi cũng hiểu rất rõ vấn đề nhạy cảm này khâu phân phối còn phức tạp hơn cả khâu thu mua vận chuyển vì đụng chạm đến từng bữa đói bữa no của người dân nghèo khó mọi lý lẽ chính trị đều trở thành sáo rỗng thậm chí là lừa gạt khi cái bụng người dân bị đói trong mỗi gia đình phụ nữ luôn là người căng thẳng nhất nổi cơm đầy vơi của chồng con mình. Từng sát sao với hội phụ nữ từ hồi kháng chiến, bà Ba Thi suy nghĩ phải tận dụng chính hệ thống này để đưa gạo đến tay người dân. Một hôm cô Nguyễn Thị Một, người từng tham gia cách mạng từ thời mặt trận bình dân và chịu tù đầy tới thăm chúng tôi kể chuyện, mình phải hưu rạch rỗi, ngồi sàng sảy gạo sạch chia lại cho bà con ăn. Hồi những năm 1980, phẩm cấp gạo còn tệ lắm đa số đều lẫn lộn vỏ trấu đá sạn bông cỏ phân rán cứt chuột nhiều người bị đau bao tử hay mẻ cả răng vì nhai phải cơm trộn đá này trước khi nấu ăn người ta phải mất thời gian đồ gạo ra mâm ngồi lựa lại mất rất nhiều thời gian cô một biết chuyện nhận làm việc này chỉ lấy lại chút đỉnh gọi là tiền công người dân bận bịu thích lắm vì tính ra vẫn rẻ hơn mua gạo sạch ở chợ bà nguyễn thị kim anh nhớ lại nghe bà một kẻ chuyện Bà Ba Thi lóe lên suy nghĩ, nói sẽ giao thử một tấn gạo cho người chị kháng chiến này để tổ chức phụ nữ làm sạch lại gạo bán cho người tiêu dùng. Nguyên tắc là không đặt nặng lợi nhuận mà chỉ bù đắp công. Chuyện trơn tru, bà Ba Thi đích thân đi nghe dư luận tốt đẹp, rồi bắt đầu mở rộng mạng lưới đại lý gạo xuống tận phương tổ. Thay vì sử dụng mậu dịch viên cổng cảnh biên chế và chịu nhiều điều tiếng như ở miền Bắc, bà Ba Thi bàn với thành hội phụ nữ phát huy sức mạnh của hệ thống này. Những người trực tiếp làm việc ở đại lý trao gạo đến tay người dân đều được ưu tiên tuyển chọn từ gia đình chính sách, thậm chí chính quyền địa phương còn xác nhận họ đủ ba tiêu chuẩn: tin cậy về tiền bạc, nhiệt tình cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn. Hồi đầu một số cán bộ cựu chiến binh cũng nhìn chị em chúng tôi bằng ánh mắt dè dặt lẫn giám sát, hình như họ đã có định kiến với mẫu dịch viên nhà nước. Tuy nhiên sau đó mọi người thay đổi hẳn tin tưởng nhau nhiệt tình như con cháu chị em trong nhà. Bà Nguyễn Thị Hồng kể, thay vì lãnh lương nhà nước và được ưu tiên cấp mặt bằng để kinh doanh như mẫu dịch viên, hầu hết người trong hệ thống đại lý gạo của hội phụ nữ chỉ nhận hoa hồng từ nguồn cung cấp gạo. Họ tự lấy nhà mình làm điểm buôn bán, thậm chí đạp cả xe ba gác chở gạo đến từng tổ dân phố. Mọi chi phí kinh doanh đều được giảm thiểu để giá gạo đại lý luôn rẻ hơn gạo chợ trời 15 đến 20% dù phẩm cấp ngang bằng. Để tránh tình trạng lợi dụng tuần gạo ra tư thương, mỗi đại lý chỉ đảm nhiệm khu vực khoảng 100 hộ dân, tương đương 500 nhân khẩu. Tùy mua nhanh bán gọn, nhưng tất cả vẫn được ghi chi tiết sổ sách để có thể kiểm tra hạt gạo đến đúng nồi cơm người dân. Cạnh tranh gạo chợ Những năm cuối thập niên 1970 và thập niên 1980, thị trường thành phố Hồ Chí Minh liên tục lên cơn sốt khan hiếm hàng hóa với giá cả leo thang phi mã. Ngoài sốt thật do đổi tiền và hoàn cảnh thực tế khó khăn, còn có lý do tự tin đồn. Một số mặt hàng người dân còn thắt lưng buộc bụng, nhưng thứ quá thiết yếu như lương thực thì không thể được. Nó dẫn đến những hệ quả xã hội không thể lường. Chính ông võ văn kiệt đã chỉ đạo công ty kinh doanh lương thực thành phố khởi đầu là tổ thu mua lúa gạo của bà ba thi phải có phần quan trọng trong việc giảm sốt thị trường để lo đời sống người dân. Từ đại lý gạo ở phường Tổ, hệ thống này đã vào các chợ mà trước đây luôn là thế mạnh tư thương. Đến cuối tháng 3 năm 1985, gần 2.700 đại lý bán gạo đã tiếp cận các khu dân cư cùng 791 đại lý xuất hiện ở các chợ. Số lượng gạo và giá cả đến tay người dân đã giảm hẳn những cơn sốt ảnh hưởng đến bữa ăn người dân. Tình hình có vẻ tạm ổn, nhưng sự thật chúng tôi vẫn còn lo lắm Miếng ăn nhạt nhẽo khô cứng của hạt bo bo Vẫn còn ám ảnh người dân thành phố Chiến tranh hai đầu biên giới Rồi bão lũ mùa vụ thất bát vẫn triển miên Cảnh người dân sống nay biết nay Ngày ngày cắp giá đi mua vài ký gạo Vì không có tiền vẫn đại trả khắp thành phố Ông Nguyễn Văn Quang Thành viên thời kỳ đầu tổ thu mua lúa gạo Kẻ chuyện chạy gạo cho thành phố Là nỗi lo luẩn quẩn không dứt Để đảm bảo nguồn cung gạo không bấp bênh tổ thu mua phải cử người cắm chốt cùng nông dân miền Tây. Tuy nhiên họ không chỉ nằm trực chờ lúa chín mà còn phải hiểu địa phương cần gì để trao đổi hai chiều một cách thiết thực. Trong nhiều trường hợp, họ đã chủ động xé rào ngăn sông cấm chợ, đem cái tồn từ nơi này đến nơi thiếu hụt và ngược lại. Khi Cửu Long Tiền Giang cần phân bón, họ xoay tìm 4.000 tấn trở xuống tận tỉnh. Biện pháp thiết thực đem lại hiệu quả nhanh chóng. Ngay vụ mùa đó, họ được địa phương ưu tiên bán lại lúa gạo khi các nhà máy say sát dưới tỉnh cạn kiệt xăng dầu hoạt động họ lại tìm nguồn nguyên liệu để giao cho họ làm việc rồi sau đó các nhà máy này lại trở thành chỗ thân thiết của công ty lương thực thành phố tổ thu mua có rất nhiều kỷ niệm vui với nông dân nhưng cũng có số kỷ niệm ngậm ngùi mà những người trong cuộc như bà kim anh ông quang không thể nào quên một lần bà ba thi về huyện phụng hiệp hậu giang mua lúa chị bảy minh châu Chủ tịch hội phụ nữ tỉnh nhiệt tình kêu thêm chị em địa phương đi giúp. Hai chiếc ghe cỡ 100 tấn được các chị Hương, Đèo, Út, Dung giữ máy chạy đến chợ ngã năm để mua lúa gạo. Ghe đến chợ bốn tàu thì hết xăng, người xuống sông đẩy, người ở trên tìm xăng châm thêm. Có lẽ lúc máy nổ ghe rung mạnh nên căn xăng bị lật bốc cháy. Chị Đèo vì cố cứu 5.000 đồng tiền mua lúa nên bị phỏng nặng và không qua khỏi Ông Quang tâm sự có những kỷ niệm xúc động về tình người địa phương như vậy. Ngày nay nâng tránh cơm trắng, không biết mấy người đứng tuổi còn ký ức về hai loại quốc doanh và gạo chợ một thời khó khăn. Nhưng ngày ấy chuyện này ám ảnh từng bữa cơm người dân. Gạo quốc doanh lấy từ kho ra, luôn đầy sạn và man mát mùi ẩm mốc, phân rán phân chuột. Người cầm sổ nhà nước đi mua, mà đặc biệt là các bếp ăn tập thể ở xí nghiệp, ký thúc xá, thường xuyên được thưởng thức chén cơm đầy hương vị khó người này. Còn những người đủ điều kiện hơn, có thể ăn loại gạo chợ bao giờ cũng hơn hẳn phẩm cấp trắng sạch. Ông Quang kể, bà Ba Thi vào bếp ăn người dân, hiểu rõ thực tế này, nên luôn cố gắng trao đến tay người dân, loại gạo tốt hơn hẳn cái mát quốc doanh. Khi nhận gạo từ các tỉnh, công ty kinh doanh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh luôn yêu cầu được xay trắng hoặc sát lại cho đạt tiêu chuẩn gạo sạch thậm chí bà ba thi còn chủ động xuất mua một số máy lau gạo để trang bị cho các cửa hàng kinh doanh lương thực của mình hình ảnh xấu về gạo quốc doanh được thay đổi giới tư thương cũng không còn độc quyền gạo ngon chén cơm của người dân được cải thiện rõ rệt